Tổ chức VAMA ra đời với mục đích khuyến khích sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng và góp phần vào sự phát triển của kinh tế nói chung. VAMA hoạt động trên tinh thần tôn trọng ý kiến của các thành viên và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Hiệp hội luôn ứng dụng những thành tựu tiên tiến vào ngành công nghiệp ô tô nước nhà. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Dibro tìm hiểu VAMA, quá trình phát triển và các hoạt động của tổ chức này. VAMA là Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, ra đời vào ngày 3 tháng 8 năm 2000. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện giữa các nhà sản xuất ô tô được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Mục đích hoạt động của VAMA. Thứ nhất, khuyến khích sự phát triển và tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng. Đồng thời, VAMA góp phần vào sự phát triển kinh tế cũng như sự thịnh vượng của cộng đồng nói chung. Thứ hai, đại diện và bảo vệ quyền hạn, lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như người sử dụng lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội VAMA. Và cuối cùng là bảo đảm, cải thiện quyền hạn và lợi ích hợp pháp của người sử dụng xe ô tô trên các phương diện, độ tin cậy, chất lượng, an toàn, dịch vụ và bảo hành, bảo vệ môi trường. Khi vừa thành lập, VAMA gồm 11 thành viên với sản lượng xe là 14.000 chiếc trên một năm. Đến nay, Hiệp hội có 17 thành viên cùng sản lượng xe tăng đến 130.000 chiếc trên một năm. Ngoài ra, VAMA đã góp phần tạo dựng nền công nghiệp ô tô phát triển tương đối ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Trong những năm vừa qua, VAMA cùng các thành viên luôn tập trung vào sự cải tiến công nghệ và đẩy mạnh nền công nghiệp phụ trợ vốn. Bên cạnh đó, VAMA được xem là nhân tố quan trọng, góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch thị trường ô tô trong nước. Với số lượng xe xuất xưởng tăng đều mỗi năm, cho đến nay, VAMA đáp ứng 60% nhu cầu xe thương mại và 80% nhu cầu xe du lịch tại Việt Nam. Cụ thể, VAMA đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ USD. Qua đó khẳng định vị thế và vai trò của Hiệp hội đối với ngành công nghiệp sản xuất ô tô cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung. Hiệp hội VAMA Việt Nam được thành lập nhằm mục đích thực hiện các hoạt động phù hợp với pháp luật hiện hành như: Thứ nhất, so sánh, sưu tập các số liệu thống kê của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Các số liệu của Hiệp hội VAMA đã trở thành thước đo tiêu chuẩn được các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tham chiếu thường xuyên để đánh giá thị trường, xây dựng chính sách. Thứ hai, phát hành các ấn phẩm nội bộ như bản tin hàng tháng, tập san hàng năm nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo quy định hiện hành của Luật Xuất bản Việt Nam. Thứ ba, tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo về những vấn đề khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp ô tô giữa các thành viên của VAMA. Ngoài ra, các thành viên của Hiệp hội còn được tham dự các cuộc hội nghị về các chủ đề nói trên do tổ chức, cơ quan chức năng trong nước và quốc tế chủ trì. Thứ tư, tham gia vào các công trình nghiên cứu và phát triển liên quan đến các dòng xe ô tô, tổ chức và tham gia vào các hoạt động khuyến mãi như hội chợ, triển lãm ô tô hoặc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Thứ năm, Hiệp hội VAMA có thể đề nghị các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến ngành sản xuất ô tô, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp ô tô Việt Nam. Và cuối cùng, VAMA còn có thể tham gia các hoạt động khác theo quyết định của ban điều hành, thích hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Như vậy, VAMA được thành lập với mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và sự phát triển kinh tế Việt Nam. Mục tiêu chung của các thành viên VAMA là mang đến những sản phẩm chất lượng phù hợp với thị hiếu, đồng thời giúp cán cân thương mại quốc gia, giảm bớt ảnh hưởng từ việc nhập khẩu ô tô. Các thương hiệu ô tô lớn đang kinh doanh tại Việt Nam đều là thành viên của VAMA. Tổ chức này ngày càng thể hiện vị thế lớn, quan trọng của mình cho sự phát triển và thịnh vượng của ngành công nghiệp ô tô nước nhà. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dibro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.